Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món mứt gừng. Mứt gừng thì cái món bình dân và nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản, chỉ có đường với gừng là ra mứt. Nhưng mình làm thế nào để cho miếng mứt không quá cay, không quá khô, không bị yếu mềm và nhất là không có bám đường nhiều. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách của mình làm. Nó cũng không có cái gì là đặc biệt, nhưng mà bảo đảm dù cái miếng gừng mình mua nó không có được tốt, vẫn ra cái miếng mứt gừng rất là ngon. Mình sẽ xài là 500g gừng cũ. Mình sẽ bỏ vô 1/2 muỗng canh muối biển, trong cỡ là 3 cốc nước. Nhiều nước hơn chút cũng được, không có sao. Gừng thì mình sẽ gọt vỏ nó. Mình có xem cái công thức của bà Triệu Thị Chơi á, mình thấy bà đề là xài gì mà tới 2 muỗng canh cùng cái số lượng nửa ký gừng vậy. Nhưng mà bà xài tới là 2 muỗng canh muối với lại 10 trái chanh, rồi còn thêm hàng the nữa. Mình không có biết là như thế nào. Còn mình chủ yếu bữa nay mình làm cái công thức này là đặc biệt là mình chú ý phần mình xài giấm. Giấm thì cũng như chanh thôi. Nhưng mà mình để ý rằng nếu mà mình xài cái chất chua vô không phải là ra mứt gừng dẻo, mà nó làm cho cái miếng gừng của mình nó không có bị khô. Có axit vô là nó giúp như vậy đó. Còn vôi thì giờ nó giúp cho cái những cái rau củ nó khô đi. Ví dụ như là mình làm mứt cà rốt, là mình làm mứt bí đao. Còn mứt gừng này thì lại cần chanh, giấm, nói chung là chất chua, axit. Bây giờ thì mình sau khi gọt vỏ xong á, thì lẽ ra mình cắt theo cái đồng tiền á, nhưng mà cái củ gừng này nó nhỏ quá, mình cắt theo, miễn sao mà mình chọn lựa có thể những cái mình cắt xéo, có cái thì mình cắt dọc, có cái cắt ngang, mà chiều dày của nó ít nhất là phải 3 ly, tức là 3 mm. Bạn xài cái mandolin này thì nó dễ cắt hơn, nhưng mà cẩn thận dễ bị đứt tay lắm. Mình cắt bỏ thẳng vô luôn ở trong cái nước muối đó. Bạn thấy củ gừng của mình đó, cái màu xám nó không có được đẹp lắm. Gừng già đó. Chỗ này là phải xài cái này đẩy nó. Đẩy vậy là cái sớ nó sẽ bị dâm á. Nhưng mà tùy theo thôi. Khi mà cắt xài cái mandolin này, các bạn cẩn thận không có nói chuyện, không có nghe điện thoại hay gì đó, nước cái chất cay nó ra đó, ngâm muối nữa. Rồi mình sẽ bỏ vô trong cái nước muối này là khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó mình sẽ đem đi, mình xả đi. Xả xong rồi mình sẽ rửa lại nhiều lần. Rửa đến khi nào mà mình thấy nó những cái đồ dính vô dơ hay là nước cho nó trong đi thì được. 500 cái củ gừng đó thì mình sắt rồi xong á, mình cân lại cỡ là chính xác chứ không phải là cỡ, 400g gừng đã sắt lát, đã là gọt vỏ rồi. Thì từ đây á, mình sẽ tính để mình tính đường. Thì đường mình sẽ xài là 250g đường. Nhưng mà lát phải nói, tại vì mình nói trước vậy thôi, lát phải bỏ đường vô. Bây giờ thì mình cũng xài cỡ 3 cốc nước, mình cho vô 2 muỗng canh giấm. Bạn xài cái nồi cái gì cũng được, mình sẵn cái chảo đây, mình bỏ vô mình nấu luôn.
Rồi mình bỏ giấm vô thì mình sẽ rim rim nó là cỡ 5 phút. Khi mà có giấm vô cái gừng màu vàng ra màu màu hồng hồng. Đó, bạn thấy cái nước nó cũng hồng hồng đó, nhưng mình xả chập cái là nó hết. Rồi sau khi luộc xong á, thì mình đem cũng xả rửa lại. Đến khi mình thấy nước nó trong, nó không còn màu hồng màu đồ nữa. Rồi thì mình để hơi ráo ráo họ bưng bỏ vô liền cũng không quan trọng, thì mình sẽ bỏ vô chảo, mình cho đường vô rồi rưới hết đường vô rồi bằng trộn nhẹ 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 nó. Mình lẽ ra là theo cái công thức là người ta làm đường như vậy, mình bỏ lại bớt, cho nên cái công thức của mình á, mình làm chỉ có 250 đường, tức là 400 gram gừng sắc lát rồi thì mình xài 250 gram đường. Bạn thấy sau khi mình làm xong mình cũng còn lại cỡ nha, là 1/4 cup đường bột nó bám á. Rồi bây giờ sau 1 giờ thì cái đường mình đã tan chảy ra thành ra giống siro rồi đó, thì mình đem cái chảo mình để lên bếp lửa cao cho nó sôi sùng sục lên đó, thì mình hạ lửa xuống, hạ xuống lửa trung bình, rồi mình tiếp tục mình gọi là gì, rim, đúng rồi, chữ rim, chữ sim nó cũng giống chữ rim luôn. Mình cứ trộn đảo rồi đến khi mà mình thấy cái nước đường đó nó bắt đầu mình thấy nặng tay á thì mình hạ lửa nữa. Còn bây giờ thì nó tiếp tục như vậy thì mình cứ cứ đảo tới đảo lui. Nếu mà bạn nấu cái lò ga hay là bếp điện khác á, chứ còn này mình nồi cái chảo điện luôn. Thành ra nó xài cái vòng, cái lò xo dưới có một vòng mà ở dưới mình nếu mình không đảo là nó cháy ngay cái chỗ đó, thành ra mình phải đổi liên tục. Bây giờ thì mình thấy là ở phía trên thành đó, nó bắt đầu khi mà ở trên thành đó mà nó bắt đầu mình thấy đường nó gọi là kết tinh ha, kết tinh rồi á, tái lại cục đường rồi á, thì mình phải giảm lửa xuống. Nếu mà nó nóng quá thì các bạn phải tắt lửa luôn. Mình để từ từ cho nó cháy là nó vừa xấu mà vừa cái mùi mùi cháy nữa. Thành ra mình cứ để lửa thấp nhất, cứ khuấy từ từ. Chỗ này là mình không có cần, nếu mà bạn chỗ này á, bạn làm gấp á, là hồi nó sẽ bị chảy nước lại. Thành ra mình cứ để từ từ thấm đường vô. Bây giờ là cho vani vô, nhà chỗ đó mình không có chiếu. Vani này là chỉ cho mùi thơm, còn bạn không muốn bỏ cũng được, không có bắt buộc nha. Mình cứ cứ kiên nhẫn khuấy hoài cho đến khi nào mà nó ra đường thôi. Mình cắt dày thì nó không có sợ bị xếp đôi hay là bị bẻ, bị dính vô. Rồi bây giờ ở trên nó như vậy thì mình lấy một cái vá nữa, mình cái chảo này là cái chảo chống dính á, thành ra mình cẩn thận không có xài đồ kim loại nó làm trầy. Bây giờ mình biết cạo chung quanh xuống. Mình thấy nó cũng đâu có thiếu đường đâu, 250 gram đường mình cân rồi mình tính ra thấy đâu có 250, tức là 3 phần
Vậy 400 là 2 phần 3, 2 phần 3 đường, tức là 3 gừng 2 đường. Công thức mình để đây chứ mình không có để cái phần mô tả nữa. Rồi bạn nào coi thì tới đây thì thấy 200, 250 đường, 2 muỗng giấm, 3 cốc nước. 3 cốc nước là lục hay là 3 cốc nước mình để mình ngâm cũng vậy. Rồi cứ làm tới cho đến khi mà nó khô hoàn toàn. Rồi bạn thấy đường đó nó trắng ra đó, đường bột. Đường mà nó ra bột như vậy thì bạn thấy trên cái miếng gừng nó không có bám nhiều đường, nó không có cái cục cục ở trên đó, nó chỉ một phủ một cái lớp bụi, lớp phấn thôi. Như vậy cái video làm mứt gừng bình dân của mình tới đây coi như là xong. Mình kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye bye.